tối mình hát karaoke hả anh? Hát đỡ buồn chứ bây giờ gà rẻ quá. Anh thấy ca cái tiếng nó thật á. Anh thích cái kiểu âm thanh giọng thật như vậy đó. Không có chỉnh sửa nhiều. Ok mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình đang có mặt ở Gò Công để mình lắp bộ dàn karaoke cho khách. Thì cấu hình nó sẽ gồm như con này. Đây mời mọi người cùng coi ha. Đầu tiên là dòng loa Maui 28G3. Dòng sản phẩm này thì bên mình đang bán khá là chạy và cũng khá là được khách hàng yêu thích về chất âm của nó. Còn về công suất nó như thế nào á thì xíu nữa mình lắp đặt xong rồi mình sẽ cho mọi người cùng nghe. Và phối ghép với nó thì mình sẽ dùng dòng micro của DMX U28 và một con vang số huyền thoại rồi, JBL KX180A. Đây, có một con nhỏ nhỏ này là con Win Mini. Tính năng nó là có gì, xíu nữa mình sẽ cho mọi người biết. Và để cho khách tiện di động thì mình sẽ cho trang bị cho khách một cái tủ 2U đây. Ok ha, bây giờ mình sẽ lắp đặt cho khách. Tại vì bây giờ nếu anh lắp sai thì anh cũng không có lỗ để mà anh chọt vô nữa. Bây giờ tối mình hát karaoke hả anh? Hát đỡ buồn chứ bây giờ gà rẻ quá. Ok mọi người, thì mình cũng đã lắp đặt xong cái hệ thống âm thanh rồi. Như mọi người thấy, đây là dòng Maui 28 và kết hợp với nó là vang số KX80 với lại micro U28 và được bên mình đặc biệt bỏ trong cái tủ vali như vậy, thì để khi mà khách có đi chơi thì xách theo rất là gọn gàng, chỉ cần đậy hai nắp lại, tất cả mọi thứ dây nhợ mình bỏ trong đây hết rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình mang đi thôi. Thì với dòng Maui 28 này á, thì bên mình đang cũng lắp cho khách khá là nhiều rồi. Chất âm nó khá là dày và công suất rất là lớn mọi người. Thì anh khách hôm qua là có ghé showroom bên mình, ảnh muốn kiếm một cái con bạc T-Box 320 để vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Nhưng mà sau khi ảnh qua thì bên mình cũng cho ảnh test thử, thì anh thấy là nó khá là đuối khi mà ảnh hát. Cái nhu cầu anh hát là có tiệc tùng này nọ để hát thì nó khá là đuối. Và mình có giới thiệu cho ảnh dòng 28 này và ảnh ok, và hôm nay mình đi lắp luôn. Và hôm nay là nó xuất hiện ở đây rồi mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình tua năm rồi mình set up để cho mọi người nghe thử chất âm của nó như thế nào. Và cũng nhờ anh khách hát vài bài luôn để mọi người cùng nghe ha. À, hồi nãy mình quên còn một món nữa, nó nhỏ gọn quá, mình không để ý. Thì đây là con Win Mini. Thì cái nhu cầu của khách là vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc luôn, nhưng mà không muốn bị ảnh hưởng bởi những cuộc gọi tới, những tin nhắn tới khi sử dụng Bluetooth. Thì con Win này là nó có tính năng là stream qua Wi-Fi đó, thì cho chất âm rất là sạch. Trái tim em giờ đã quên rồi.
xin đừng quên ta đã từng yêu. Bây giờ tụi mình cũng đã set up và test loa cho khách và nhờ khách hát đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của anh khách thì xem như thế nào ha. Anh thấy ca cái tiếng nó thật á. Anh thích cái kiểu âm thanh giọng thật như vậy đó. Không có chỉnh sửa nhiều. Cái loa này ca hay. Nhất là cái phần mà khi mà em chuyển qua phần reverb cho anh đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là lúc đầu á là mình có set up cho ảnh một file là echo. Vì anh muốn hát kiểu echo, hát cho nhẹ nhẹ để mọi người cùng hát, để mọi người thoải mái thì nhậu xỉn vô là hát thoải mái vui vẻ. Nhưng mà mình cũng đã set up cho ảnh riêng một file reverb. Thì cái file reverb này á thì bên mình cũng rất là thích set cái kiểu này cho khách hàng. Mình cũng muốn hướng khách hàng hát cái kiểu mộc như vậy. Thì mình cũng đã set cho ảnh rồi. Và ảnh cũng khá là ưng cái kiểu này mọi người. Và ảnh cũng muốn đặt cái file set up reverb này làm file chính luôn. Đó là khi mà ảnh để mọi người cùng hát thì cũng cho mọi người cùng hát reverb luôn. Mà nếu mà ai chịu không nổi thì ảnh sẽ chuyển qua mod 1 thôi. Ok, dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ, dạ cảm ơn anh.